Xin chào các bạn. Trước hết mời các bạn tải bản PDF nội dung bài học ở ngay dưới video này để tiện theo dõi. Trong bài học số 14 hôm nay, chúng ta tiếp tục thực hành đánh nhịp bài thánh ca ở nhịp 4-4. Tuy nhiên, ngay ở bài số 12 bài học khởi luyện về nhịp 4-4, chúng ta đã lưu ý rằng có đôi chỗ trong một số tác phẩm người ca nhạc trưởng cần kết hợp lối đánh nhịp 2-4 xen kẽ vào nhịp 4-4 để cho đơn giản. Vậy cụ thể bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta thực hành điều này. Bây giờ mời các bạn tìm hiểu tác phẩm thực hành đánh nhịp hôm nay. Bài thánh ca thực hành đánh nhịp hôm nay là bài Tiếng Hát Thiên Thần, nhạc ngoại quốc lời Việt của Hoàng Diệp. Đây là bài thánh ca mùa Giáng sinh rất quen thuộc đối với nhiều người trên khắp thế giới. Và như chúng ta thấy, bài này gồm có hai đoạn đơn, đoạn thứ nhất và đoạn thứ hai. Đoạn 1 từ nhịp 1 tới hết nhịp 8. Đoạn này như chúng ta thấy gồm có một câu nhạc được lặp lại nguyên văn thành hai câu. Mỗi câu gồm có hai tiết nhạc thứ nhất và tiết nhạc thứ hai. Mỗi một tiết nhạc gồm hai nhịp, nhịp 1, nhịp 2, nhịp 1, nhịp 2. Sang tới đoạn thứ hai là phần điệp khúc, đoạn này từ nhịp 9 tới hết nhịp 21. Đoạn nhạc này cũng chỉ có một câu nhạc được lặp lại nhưng có sự thay đổi ở cuối câu, để làm thành một đoạn gồm hai câu. Điều đặc biệt ở đoạn điệp khúc này là tuy ở nhịp 4-4, nhưng tiết tấu của giai điệu lại được chia thành những phân nửa đều nhau. Phân nửa đều nhau. Vì vậy khi diễn tấu nghe như nhịp 2-4 trừ ô nhịp 13 và ô nhịp 19. Vì vậy như đã nói ở bài 12, là để cho đơn giản khi điều khiển thì người ca nhạc trưởng có thể chia mỗi ô nhịp thành hai phần tiết tấu tương đương hai lần của nhịp 2-4, 2-4, 2-4, 2-4, 2-4. Vì thế, khi thực hành đánh nhịp, cụ thể chúng ta thấy nhịp 9, 10, 11, 12 và 14 sử dụng sơ đồ tiết tấu của nhịp 2-4. Câu 2 cũng vậy. Nhịp 15, 16, 17, 18, 20 và 21 cũng sử dụng tiết tấu của nhịp 2-4. Còn riêng ô nhịp thứ 13 và 19 ở hai câu, chúng ta sử dụng tiết tấu của nhịp 4-4. Bây giờ mời các bạn xem đánh nhịp trước một lần. Vừa rồi chúng ta đã xem đánh nhịp trước một lần toàn bài. Bây giờ mời các bạn đi vào thực tập chi tiết từng đoạn. Ở đoạn phiên khúc đoạn 1 như đã nói gồm có một câu được lặp lại một lần nữa nguyên văn thành hai câu. Vì vậy cả hai câu chúng ta đánh nhịp đều giống nhau. Cũng lưu ý lại rằng tay trái ở những cao trào cần phải diễn tả sắc thái, trong lúc tay phải vẫn vẽ sơ đồ tiết tấu nhịp 4-4. Bây giờ mời các bạn thực tập chi tiết. Câu thứ nhất,
khởi tấu ở chẵn phách thứ nhất. Vậy tay nhịp của ca trưởng lấy hơi khởi tấu ở phách thứ tư từ dưới đi lên. Đêm thanh nghe tiếng hát của thiên thần chung nhau đờn ca thánh thót hỷ hoan. Câu thứ hai tiếp theo hoàn toàn giống câu thứ nhất, chúng ta cũng lấy hơi ở phách thứ tư từ dưới đi lên. Trên thiên cung vang xuống cõi dương trần, ngâm nga hòa câu kính chúc hiển vang. Ngắt. Bây giờ mời các bạn ráp cả hai câu này với tiếng đàn, tiếng hát cho đoạn 1. Sang đoạn thứ hai là phần điệp khúc của bài thánh ca, cũng gồm có hai câu giống nhau phần đầu và khác nhau ở phần cuối. Trước khi thực tập, chúng ta lưu ý ở phần lý thuyết đã nhắc những ô nhịp sử dụng lối phác họa tiết tấu của nhịp 2-4, và mỗi câu chỉ có một ô nhịp sử dụng lối phác họa tiết tấu của nhịp 4-4. Và ngay ở đầu mỗi câu chính là cao trào của tác phẩm, vì vậy chúng ta dùng động tác đảo ngược để lấy lực cho bài. Bây giờ mời các bạn thực tập. Lấy hơi lô đi à in nen sensis Deo lo oria in nen sensis deo ngắt. Bây giờ mời các bạn ráp tay nhịp cùng với tiếng đàn, tiếng hát. Vừa rồi chúng ta đã thực tập chi tiết từng đoạn, bây giờ mời các bạn ráp tay nhịp cả hai đoạn, tức là phần phim khúc và điệp khúc của bài. Mời các bạn nghe tiếng đàn, tiếng hát và thực hành. Trên thiên cung vang xuống hai dương trần, ngâm nga
Như vậy là bài học của chúng ta hôm nay đã xong. Chúng ta đã thực hành nhịp 4-4 xen kẽ nhịp 2-4 trong tác phẩm. Mong các bạn dành nhiều thời gian ôn luyện để có thể làm chủ tay nhịp và thăng tiến nhiều hơn trong việc phục vụ sau này. Xin chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại trong bài tới.